Đây. Khi mà cài Donut 3 xong thì chúng ta xuất hiện một cái toolbox bên trong này. Trường hợp xấu tức là đen đủi mà chúng ta không có thì các em phải nắn như sau này. Kích chuột phải và chuột trống bất kỳ. Chọn vào cái F tab. Đây những ai chưa có trường hợp đen đủi mà cài nó không vào 2012 này ạ. Nó không vào thì các em làm thế này. Từ đây các em vì là Donut 3 này. 2012 này ạ. À hay MS6, các em vì là gì cũng được, vì Donut 3 cũng được. Có anh có hai cái anh ghi tách biệt là cái gì. Đấy các em tạo ra một cái tag này này. Sau đó muốn thêm nó vào chúng ta có cách như sau. Cách truyền thống là các em kích chuột phải chọn vào chuỗi tưởng. Nhưng cái này hơi nâu. Khi mà có sẵn cái file DNN rồi. Các em có hết không? Trong cái bộ này nó có rồi đấy. Ừ, có cái file có thể dùng, có thể các em dùng bản 7. Bây giờ bản mới nhất là bản 11.5. Không biết cái đấy có crack thì chưa anh cho xem. Nhưng đa số chỉ chênh nhau cái phần control mà đẹp hơn thôi. Các em dùng bản 7 cũng được. Em có cả hai cái cơ. Ừ, nếu nào em tới em thử bản 10 không được em thử bản 7. Bây giờ 11 có phải 1 rồi đấy. Nó chưa tải về, xong là nó thử mail rồi. Đây nhá. Ừ. Các em tìm được cái file DNN này, nhìn anh làm dễ thôi, các em kéo thả. Đây. Giả sử chúng muốn cái này vào trong cái thùng bao kia này. Kéo giữ nguyên chuột trái này. Đấy, sau thả vào cái ô này của mình. Đây bây giờ thả tay ra, như cái file thôi mà. Đợi một tí là nó áp vào trong. Ở dưới các em nhìn rõ không? Nó không nhỉ? Đấy nó vào này. Chúng ta tạo thêm một cái toolbox mới và ép vào đây. Đây là anh kéo cái đốt lên 37. Được chưa? Hòa được chưa? Ừ, kéo 10 xong rồi em kéo thử vào trong giao diện nó ra chưa? Nếu có trường hợp nó bị lỗi, em kéo vào trong form ấy. Có trường hợp kéo form nó bị lỗi đấy. Đây này. Khi mà dùng nhiều cái loại khác nhau, dùng bản 7 10 thì nó xung đột, thì dùng một cái thôi nó chỉ bị lỗi nha. Thì nữa các em chỉ dùng được một cái thôi. Đây. Các em mở cái chỗ dividend ở trong solution exposure ấy. Khi mà chúng ta sử dụng hết 3 thì trong này sẽ có thêm một cái dividend là devcommandant.net32. Các em có thấy cái này không? Ở trong cái dividend ấy, nó ra cái devcommandant này, .net32. Để biết phiên bản thì chúng ta chỉ kích chuột phải, chọn vào property này. Để biết xem cái mình tham chiếu xem bản 7 hay bản 10 hay bản 11 thì các em kích chuột phải, chọn property này. Nó hiện lên thông tin đây version này 10.0.0. Tức là chúng ta đang dùng bản .NET 3 là 10.0. Nếu mà dùng bản 7 thì hiện là 7.0 mấy chẳng hạn, hay 7.5. Đây là xem phiên bản dưới này. Các em ra hết cái này chưa? Đây phải ra hết cái này chúng ta mới học con này được. Đây. Bây giờ chúng ta tạo ra một cái form mới. Kích chuột phải này. F vào Windows Form, tạo một form các tên là MF6 form này hả? Hay gì vậy được? Ừ rồi, anh làm form mới, coi như ôn lại. Hả? Nếu em nhớ thì thôi, không nhớ thì tạo một cái. Không sao cả. Để nguyên cái cuốn sách cũ cũng được. Nếu ôn lại thì em tạo một form mới. Ừ, đang tạo form mới. Tạo server đuối thế nhỉ? Đuối. Này phải cài lại win. Mân một đêm. Mất cả ngày chứ. Cái này win nản lắm. Dữ liệu sao lại khôi phục lại. Anh bây giờ là win 7. Hả? Lại win 7 rồi. Đang win 8 rồi. Cái kia là cái phần mềm cài thêm này, cái nút start ấy. Cái đấy nó chạy đơ, lúc nó đang đơ kích vào đấy nó đang chỉ. Các em lưu ghi là khi đốt net 3 này, đốt net 3 MF6 này, đấy hẳn một con mới đi. Hôm nay anh ôn lại những cái phần này nó nắm nóng chút trong buổi sau hoặc cái mới này. Tạo một form mới đặt tên là form đốt net 3 HTML3 MF6. Ấn N mà. Được chưa các em? Chỉnh cái font một chút. Độ đây là tốt nhất 3 này. 6 này. Cái chỉnh font ở giữa thùng tiếng gì các em? Chỉnh font ra giữa.
Đó, start position này về cái gì nhỉ? Center activity này. Chuyển cái icon, chỉnh vài cái thông tính hay dùng nhất thôi. Ôn lại tí cho nó nóng, lâu rồi một tháng, hơn tháng thì nhanh nhỉ. Cái form tạo xong rồi kìa. Trước hết giờ chúng ta cần phải làm rõ được .NET 3 là cái gì và nó để làm gì. Thì đơn giản đó là .NET 3 nó chỉ là một cái phần hạng thứ 3, tức là nó sẽ giúp cho mình có các control thêm vào. Bởi vì các control Windows các em nhìn thấy là từ button, textbox các thứ cũng có để rất là đầy đủ rồi. Nhưng mà có những trường hợp giả sử như giờ các em tưởng tượng như người ta xây một ngôi nhà và mình có sẵn các viên gạch mà cho nó một bức tường này, phải xây từng viên để miếng nó ở lâu. Giờ các em tưởng tượng như giờ kỹ thuật xây nhà mới là người ta không làm từ viên gạch nữa mà ghép các viên gạch thành một bức tầm khoảng 1 mét vuông. Như vậy để xây một bức tường khoảng 10 mét vuông người ta ghép mấy cái, chỉ mất có 10 cái rồi. Bây giờ giả sử nó từng viên gạch khoảng 1 mét vuông đấy, người ta mất 40 viên thì phải nhân lên rất là nhiều. Thế .NET 3 trên là cái nhiệm vụ đơn giản, nó ghép các control cơ bản sẽ khá control phức tạp vì nó phải tạo. Bên cạnh đấy còn một tác dụng nữa, đó là các control ở Windows có sẵn, tương như cái button này, các em kéo vào cái chuỗi ra hai dòng này, button này, neighbor này, hoặc textbox, mà dù dùng rất là ổn rồi nhưng có vấn đề nó về mặt thẩm mỹ nó không được đẹp. Bên cạnh đấy còn những các kiểu là các thuộc tính hay các phần sự kiện mà những cái phần thêm vào ở Windows cũng có sẵn. Thế thì các em tưởng tượng như cái máy tính bình thường là được chạy rồi, nhưng bên cái thường này giống như một cái máy tính người ta trang trí thêm hoa văn nó đẹp hơn, hoặc thêm các chức năng như kiểu là về sạc bên ngoài đấy, thêm cái sạc không dây hạn là như thế, nó tiện ích hơn những cái cũng sẵn. Còn về nguyên lý sử dụng thì giống hệt như cái chúng ta đã học, do vậy các em không phải lo lắng về cái cách dùng của cái này. Về sau bên cạnh cái .NET 3 nó còn cái khác nữa, đó là cái Dev Express này, thấy không gì đây, có Dev này, Candidate này, hoặc một vài cái khác nữa, đây đều là những cái phần mềm cài ra để hỗ trợ giao diện. Và cách dùng của nó giống hệt như cái dùng Windows cơ bản, nó chỉ khác về cái phần râu ria thôi, nó sẽ thêm vào cho đẹp. Các em chỉ cần nắm được cái nguyên lý dùng cái button thế nào thôi, còn ngoài ra các em chỉ tìm hiểu thuộc tính là dùng được. Ở đây hướng dẫn dùng các em dùng .NET 3, bởi vì cái này có đặc điểm là nó khá là gọn nhẹ, dễ sử dụng. Còn cái Dev/Dev này, cái này được coi là cái dùng giao diện đẹp nhất, nhưng cái giá của nó đó là một là về cái phần chi phí, tức là phần bản quyền nó đắt, và thứ hai là về cái phần nặng, là bộ của cài của nó khá nặng. Nó cài xong máy nó đứng đuối thẳng đi đâu. Đấy. Bây giờ để ví dụ các em có thể kéo ba cái này, button này, neighbor và cái textbox. Các em kéo một cái hàng như này, kéo cái truyền thống chưa cần .NET 3 đâu. Để tí xong chúng ta mới kéo cái của .NET 3 so sánh nó có gì khác. Dù làm cái ví dụ là click và nhập vào tên trong hiệu thì ra làm nhanh gọn để các em thấy có gì khác không. Đây, các em kéo cái neighbor này, cái textbox, cái button truyền thống, các kéo truyền thống là mình so sánh hai cái. Rồi đây nhập họ tên này. Ừ, vẫn kéo cái này truyền thống, chưa cần dùng .NET 3 đâu. Xong tí mình kéo .NET 3 là để thấy so sánh được xem nó có gì khác nhau cái hai cái này. Rồi đây là hiển thị này. Rồi các em đặt tên cho nó. Tên bao tiền số là TXT họ tên này. Đây là BTN hiển thị này. Đấy. Căn chỉnh hàng giữa chúng ta bôi đen hết cả ba. Chọn ơn ai gì để căn thẳng hàng các em nhỉ? Ơn ai gì nó thẳng hàng theo chiều như ở đó hàng ngang ấy. Đây trên phong cụ chúng ta chọn cái gì nhỉ? Đây này. Để sâu nó dọc vào thẳng hàng ấy. Đấy, nó ngang này, ơn ai nhích đầu. Em thích vào đây nó căn dọc theo chiều ngang. Đây. Bây giờ với viết code như cách truyền thống bình thường ta để viết cái này chỉ cần click loop vào này. Đầu tiên là chúng ta viết cho các button truyền thống từ nào, xong tí mình dùng .NET 3 các em có so sánh sự khác biệt. Giờ các em mới hiểu được .NET 3 nó để làm gì. Tôi đây là sinh họ tên này.
toàn TXT họ T nè. Chọn tay nè. Cái chim về để làm gì các em? Cái cuối cùng này. Stream để làm gì? Ờ. Sau message box chấm gì nhờ nhỉ? Nó không dùng, quên cả cái này chết. Ăn phần cách. Chấm sâu. Họ tên này. Cọ vỡ xin họ tên. Đấy. Nó chỉ làm đơn giản thôi. Để giữ sự kiện hơn nát, mình chuyển sang đơn là 3 có gì khác. Trái F5 này. Đây. Đây là cái form mà chúng ta từng làm rất quen thuộc khoảng các con chôm bên trong nữa. Chỗ em là test này, mỗi em 6. Đây. Em thấy hoàn toàn là các thông báo là tích bóng này. Đây bờ button của truyền thống Việt Nam. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái của Rune3 nào cũng tác dụng thế này, em thấy có gì khác nhé. Quay về cái phần giao diện. Và chúng ta sẽ không quan tâm phần chỗ trên này nữa mà xuống phần dưới tốt đẹp 3. Cái phần này nhỉ? Có gì họ? Cái button nó sẽ thêm một cái x, nó thành button x. Đây, kem kéo đây. Đây, có thêm label x này thì khác một tí thôi. Nhung có gì cười sớm đấy. Neighbor x này, text box x. Đấy. Kem kéo một loạt ngang hàng là có gì khác không? Neighbor x, text box x này, button x. Rồi đây là hiển thị này. TXT, các em thấy là TXT, họ tên này. Cũng thêm chữ X vào. Thế? Chỉ X này, thêm chữ X vào sau ấy. Đây nè, đẹp họ tên này. Nó đẹp hơn. Đấy, cái này mục tiên là cái mục đích chính của nó làm giao diện đẹp hơn. Về sau đây hướng dẫn xong sẽ có cái phần thêm các dụng khác nữa. Bên cạnh cái đèn nó còn cái phần thêm các tính năng mới mà cái của VV xuống các sẽ không có. Ví dụ như cái text box này có thể thêm các phần nhập vào. Các em kéo hết chưa? Còn cách sử dụng này, các em khi đút vào đây, cách sử dụng giống hệt nhau. Xong khi đút vào để thấy xem dùng có gì khác nhau không đó, để các em đạt thông tư tưởng, sau đó chúng ta học cũng không muộn. Đây. Sử dụng giống hệt nhau, nó không có gì khác cả. Ê, thay vì lấy từ TXT họ tên, ta sẽ TXT họ tên X. Lấy ra thôi, đây là button X này. Kích vào. Copy bên trên xuống, sửa mỗi cái chỗ cán chuỗi bằng cái TXT họ tên X, cho là cái của Rune3 này ra thôi. Và các em sẽ thấy là dùng nó chẳng khác gì cái của Python bình thường. Đấy, bây giờ các em nhìn qua thì thấy cái của Rune3 với cái button bình thường có gì khác nhau nhỉ? Đấy, hai cái này này. Đẹp hơn rồi. Rồi, giờ chúng ta chạy thử xem có gì khác nhau với phần sử dụng nhé. Nó không á. Đây, dưới này. Phần trên hiển thị này, ra cái này này. Phần dưới tụi đây là Rune3 này. Đấy, thế vào vẫn thế, không có gì khác cả.
đây cái phần để nhìn qua về mặt giao diện. Bên cạnh đấy phần giao diện, chẳng hạn là cái button thì Dota 3 có thêm cái công dụng đó là chỉnh được cái kiểu của nút, cái hình dáng của nút đấy. Ngoài cái hình thứ nhật nó hỗ trợ thêm mình hình tròn hoặc cái hình dạng như kiểu làm pop pop cắt góc ấy. Đây. Các em chọn là cái button này. Hình dạng thế này là gì các nhỉ? Cái chuột phà này, puberty. Hình dạng thế này là gì nhỉ? Có ai biết không? Hình dạng này, hình dạng hình dáng này. Bắt đầu với chữ S. Shape này. Ừ. Chọn vào cái shape SHAPE, đấy là hình dạng. Thì chính là hình dạng. Kích chọn vào. Đấy các em thấy chỗ này chứ? Kích chọn hình dạng này, sau đó chúng ta chọn các hình của nó. Hình vuông các em chọn cái này. Đây là các phần vót này, 5 này. Cho 10 năm này. Tỏ quá. To quá. to quá. Đấy hình vuông góc được. Hoặc có thể dùng hình khác, dụ ta phải copy cho vài nốt nhé. Copy vết bình thường. Cái gì nhỉ? Cho cái tròn. Cho hình tròn này, đây hình tròn. Đấy. Cái hình tròn chúng ta có thể từ tròn chuyển sang edit được không các em? Đấy có thể các em di chuột này, à kéo kích thước của nó này. Được thích tròn hay tròn elip đây, có thể gì này. Đây là hình tròn này. Cái này kéo ngang hình elip này. Đấy. Đấy. Em không phải tên Nam đâu. Hay quan trọng anh hướng dẫn qua này. Cái hình dạng hay dùng này. Bây giờ các em chạy thử. Đấy. Bên cạnh đấy cái nút này chúng ta có thể chỉnh cái màu di chuột lên nó khác. Đấy. Cái này một cái nút vĩ đại nó không chỉnh này. Tiền thuộc tính có cái tên là Color Table ấy. Color màu sắc này, bảng màu ấy, Color Table ấy. Các em tưởng là màu khác, dụ magenta này. Hoặc là orange này. Đấy có dạng nó trong suốt này. Thích màu tím rồi đấy. Magenta đây này. Nó hiển thị chỗ này còn mỗi cái chữ này, không chạy thử xem có gì khác nhá. Chạy chỉ vào nó mới lên đấy. Có một số giao diện người ta để cái màu á, nó có một cái màu hoặc nó chỉ hiển chữ xong không ấy. Như ở menu trên web này, di chuyển nó lên. Chỉ vào người ta. Chỉ với ta. Nhìn cũng hơi khoai nhỉ. Nó phẳng quá hả? Có nút người ta thiết kế giao diện đằng đấy đấy. Giao diện phẳng quá. Ghi nhỉ. Bên cạnh đấy nó có cái phần phím tab nữa. Phím tab ngày xưa các em còn nhớ cái gì để là phím tab nhỉ? Cái dạng gì là phím tab? Ấn enter là dùng cái gì nhỉ? Enter của form mà dùng chọn phím mặc định nhé. Thủ tính gì nhỉ? Đây thủ tính trong của form này. Đó chính là cái enter button này. Khi người ta nhấn enter vào cái khoang mình nhập đến nút điểm kích này, đã set button này, thì các em chọn cái nút. Tuy nhiên tôi đã ban hỗ trợ sẵn dạng cái shortcut key đấy cho từng nút một, các em chọn đây này. Tiền thuộc tính có tên là shortcut key chữ gì nhỉ? À nó chỉ là shortcut sao đấy. Đây, shortcut hoặc là shortcut key. Bỏ nó không có key đây. Ngay từ save này, chúng ta có sẵn đây này. Đấy, chỗ control này, control 8, control C, control A đấy. Các em chọn một cái. Đấy, F1 rồi hả? Đó. Enter, Enter nhưng không có. Đấy. Hết rồi. Bây giờ thủ tính hay dùng đó là cái icon. Các em quay đầu tiên chúng ta chọn ảnh, chọn cái icon cho cái button truyền thống. Chọn image đi. Có ảnh trong máy này. Đây, chọn image này. Cho cái button truyền thống. Sau đó các em sẽ thấy sự khác biệt. Ví dụ bây giờ anh chọn một cái ảnh to như này. Chọn cái button trên đi. Đấy. Middle này này.
Bây giờ các em mở cái kích thước ảnh cũ ra. Và chúng ta thấy một điều là với cái button truyền thống thì kích thước của ảnh chúng ta không chỉnh sửa được. Bây giờ vẫn cái này vẫn nốt 23 này, các em hoàn toàn chỉnh sửa lên sau. Chọn ra gì cũng được mà. Ở nốt 3 nó linh hoạt ở cái phần icon, các em phải hoàn toàn chỉnh được kích thước của ảnh. Nên chọn một cái nhé. Chọn cái to đùng nhá, một cái vẫn thu nhỏ bình thường được. Chọn cái này đi. Đấy, to chưa? Đấy, thậm chí hết cả nút này. Nhưng ta hoàn toàn chỉnh được bằng thuộc tính image fit size. Lúc đó các em để về 20.20. Enter, đấy, kích thước chỉ còn nhỏ gọn về 20 thôi. Nó cho phép mình đi size. Chứ không như cái cũ đó, giả sử cái cũ mà chọn cái ảnh đấy, các em xem sẽ chết ngay. Mình chọn này. Lâu thế. Mình chọn cái quả này nhá. Sao? Đấy, như với cái trường hợp mà button cũ thì chúng ta không thể chỉnh được kích thước. Đây này, nó bị ảnh to hết cả nút, còn cái chỗ này các em hoàn toàn tùy chỉnh được. Thế nó to quá thì em chỉnh bé đi, hoặc bé quá thì chỉnh cho lên được. Chủ 20.25. Thay đổi hoàn toàn vàng, ok. Đấy. Tuy nhiên mà cái đấy vẫn chưa đủ để họ gọi là độ linh hoạt, đấy cái nhạy bén của nó. Đấy, anh chọn cái ảnh này này. Một cái nút có sẽ có thể chứa được 3 cái ảnh khác nhau. Ví dụ này, với cái nút đầu tiên này. Cái nút hiển thị này, đầu tiên chọn hình người này. Khi mà di chuyển lên thì nó có một cái thuộc tính có tên là hover image. Các em bắt đầu chữ H này, khi vào button này. Có chữ H này. Cái hover image là chính là cái ảnh mà khi mình di chuyển lên nó xuất hiện. Ở nhà dụ các em chọn thấy chữ H chưa? Hover image. Đấy, chọn cái ảnh, một cái icon cho nó. Cái ảnh này xuất hiện khi mà chúng ta di chuyển lên cái button này. Các em cứ chọn xong thử các em thấy tác dụng của nó. Ví dụ bây giờ khi chuột lên mình cho thành hình khác này, rõ ràng nhé. Đấy, chạy với đường. Đấy, các em chọn cho nó một cái image này và một cái trên đến hover image, sau đó chạy thử. Đấy, các em xem này, bình thường là màu xanh này, khi di chuột lên trên nó sẽ chuyển thành màu tím này và ảnh khác này. Đấy, dễ rõ ràng hai ảnh này. Đấy. Thậm chí khi mà chúng ta kích chuột có thể chuyển thành một khác ảnh khác nữa. Tức là một cái button có thể chứa được 3 ảnh khác nhau. Một là ảnh bình thường này, hai là ảnh xuất hiện khi di chuột này, ba là ảnh xuất hiện khi mình click. Các em được cái ảnh thứ hai chưa? Rồi, thế còn là ảnh thứ ba, các em nhìn bên dưới. Đây có một cái click. Từ từ, cái ảnh có một cái gì, có ba này ảnh khác nhau. Đây, press image, cái như ảnh khi nhấn đó là press image, các em chữ P. Cái ảnh này xuất hiện khi mình kích chuột. Dụ nhấn chuột ở mắt tay nhá, cái này to quá ngon. Cái ảnh đấy, cái chuột ta bắt tay này, các em nhìn kỹ này, thả chuột ta là hình này. Đấy, một ảnh đầu tiên hai hình này, ảnh thứ hai là có một cái hình khác hiển thị này, cái thứ ba ra một ảnh bắt tay, tức là có ba ảnh trên một cái nút được. Đấy, đầu tiên là ảnh hiển thị, anh nhìn hai hình nhá, di chuột lên là hình khác này, cái chuột ta một ảnh khác là ba ảnh khác nhau, đủ sống động, đủ ăn á. Nhìn ảo đấy. Thử chưa các em? Và cái nút này còn một cái khác nữa, đó là có thể thêm các nút con bên trong đấy. Các em nhìn cái mũi tên nhỏ nhỏ này. Đấy, cái tam giác nhỏ nhỏ này, khi F button này, neighbor, text box, tức là trong cái nút có thể chứa được các cái nút khác nữa, hoặc các phần control khác nữa, chứ không riêng nào một cái nút không. Các em phải thử F button này. Đấy, nó có cái mũi tên nhỏ nhỏ này, các em thấy không? Đấy, thêm tiếp nó vào này, F neighbor này, F button này. Có kích vào có cái tam giác máy tí này. Các em muốn thêm nút con vào ấy, như cỡ ở cái word ấy, hay Excel có cái dạng nút con ấy. Đây này, các em đến cái Excel này. Đây có dạng nút con bên trong này. Đấy, chúng ta có thể dùng cái này.
Click vào đây có tam giác nhỏ, các em add button, add name tick box bên trong rồi mình cường chụp add button này. Bạn à, đặt tên á, đặt tên bình thường, các em code bình thường, chẳng qua nó ẩn bên trong cái nút này đâu. Đây, ví dụ bây giờ các em có thể đặt tên lại nhá, chỗ này button. Cái button bên trong chúng ta lại làm thao tác như cái bên ngoài, như cái menu chip chúng ta thường học ấy. Ví dụ cái button 1 này, kỹ thuật phải vô ti này. Rồi các đặt tên, ví dụ đây là MS6 này. À, nó cũng đầy đủ các phần thuộc tính này. Bên trong thì các em chọn hình khác, hình vuông, hình tròn được. Cũng có đầy đủ các thuộc tính như bên ngoài. Đây vừa đặt một cái nút thì MS6 này. Các em có thể thêm ảnh cho nó bằng dùng các thuộc tính về image. Đây này, chụp image này, nó làm như bình thường các nút kem nào luôn. Đơn giản thì nó ẩn bên trong nút kia thôi, còn lại các em thao tác bình thường, không có gì là nạ nẫm xa xôi cả. Đây, các em thấy MS6 các thêm cái nút này. Đấy, đây là cái nút con. Giờ anh chạy thử nhá. À, kích một cái, dụ về xử lý sự kiện, các em kích đu vào viết code bình thường. Đấy, dụ kích đu vào đây viết code cho nó MS6 làm việc bình thường, dụ message box này, chấm sâu này, MS6 dừng. Đấy, chạy thử. Cái nút tròn là không hiển thị được. Tôi chỉnh cái nút bình thường là cái này trong tác gạch quá. Chỉnh hình vuông để nhìn nhá. Đây các em nhìn có cái mũi tên bé tí này, nó ẩn một chút, nó rất là gọn đây này. Kích vào cái mũi tên bé tí xuất hiện các phần mình chọn. Và trong cái phần nút con này, các em có thể chỉnh được cái phần hình dáng của nó. Đấy các em nhìn này, nút thứ hai để hình chữ nhật này, nút đầu tiên để chỉnh là hình quả chám, hình ellipse thì đấy đều được. Và trong này cũng đầy đủ các ảnh như cái nút trên này, di chuột vào sẽ đổi được hết. Làm thao tác các em kích nút vào viết code bình thường. Đấy, phần button nó có những cái phần điểm đấy là hay dùng và đáng chú ý. Đấy, phần button các em chỉ cần chú ý những cái thông tin chính về nó khi dùng Node 3 thôi. Rồi chuyển sang cái phần về textbox này. Cái phần này chúng ta chỉ cần duy nhất một thông tin textbox, đó là cái phần gọi là watermark text. Như các em trên trang web đi, như mình vào một cái trang chưa nhập mật khẩu, nó hiển thị cái chữ mờ mờ bên dưới này. Vui lòng nhập mật khẩu, khi mình kích chuột thì chữ đi mất đi. Các em quen những dạng đấy không? Nó có chữ mờ mờ này. Đấy, có một số cái di chuẩn hiển thị như cái này, tụi nó mờ mờ bên dưới này, nó nhập dạng như này này, nhập mật khẩu này. Đấy, nó ghi dạng như này, chữ mật khẩu này, nhưng mà chữ nó chỉ mờ mờ thôi, là nó dạng thì kích chuột cái chữ để mất đi, mà khi nó bị trống nó chạy ra. Đấy, để làm cái thuần đấy thì trong cái Node 3 hỗ trợ sẵn, nó có tên là watermark text, chữ V kép ấy. Kích vào text box có chữ V kép ở dưới cùng ấy. Đây này, watermark text. Đây, dù các em ghi là vui lòng nhập vào ạ. Đấy, xóa cái text đi nhá, đừng ghi text để không hiểu gì nữa đâu. Và các em muốn mặc định là cái chữ này rất là mờ. Đấy rồi các em. Đấy, sau chạy thử các em thấy có thể trời không nhá? Kích chuột nó phải mất đi đúng. Cái tool tip á, em phải dùng server riêng ở đây này. Đây bình thường mình chưa nhập gì nữa, vui lòng nhập vào này. Kích chuột, khi mình kích chuột đây nó sẽ là xóa trắng đi. Xong nhập cái gì đấy thì nó không hiển thị nữa. Nhưng khi mình xóa đi thì nó tự động nó hiển thị ra. Đấy các em thấy chưa? Đấy, cái này khá tiện khi mà mình muốn trang trí hay làm các form thì ta nhiều người dùng dễ hiểu. Đấy, mình kích chuột vào nó mất, nó không còn này, nhưng mình di chuột ra nó hiển thị, nó gợi ý.
Ừ. Cái phần này các bạn chỉnh được cái font chữ cho nó đây này. Cái water markup bên cạnh đấy có water font này. Ở water color tức là cái màu của chữ là gì này, các bạn chuyển sang màu khác, tụ màu xanh nhạt này. Đấy, nó này nó xanh nhạt quá nhỉ. Tạo một chút. Đây. À, nhập vào cái gì đấy vân vân. Đấy. Quote for them này. Đổi được màu phổ tách này mà. Watermark, watermark color ấy, đổi màu đi. Đấy. Đấy. Xóa lên hiển thị lên. Thông tin thôi. Cái label của Donut 3 này khác cái bình thường. Thông thường nó mặc đi, đầu tiên là cái phần kích thước. Các em thấy là kích thước ở cái phần label khu có chỉnh được không? Còn Donut 3 các em chỉnh thoải mái này. Đấy. Bên cạnh đấy đó là cái phần chúng ta nhìn thấy nó có dạng này. Mặc định nó có thể trong là mình kéo thả được. Nó khác mỗi vài cái này thôi, không có gì đặc biệt lắm. Cái label bình thường không kéo được, còn cái này kéo được chỉnh kích thước không? Các em nhìn cái bài điểm để chú ý thôi mà. Nhìn qua cái toolbox còn các control khác nữa. Có rất là nhiều là control Donut 3 mà các em chưa dùng bao giờ. Chứ như cách sử dụng các em phải xem các phần thuộc tính của nó xong thì mình hiểu được. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái phần control phức tạp hơn nhé.